sắc sắc ninh ninh đại hiệu bẩm sinh tên là thần thuốc huyện thế thôi, thế cũng cứ phép cho mình. Các lưu bảo nhau lên sông Âu Thiền lạng sang A Nam làm thuốc mê người tỉnh say cay đắng mọi mùi. Cay đắng mọi mùi trí tỉnh say, cay đắng mọi mùi không ăn cũng thiệt, không chơi thì cũng già, đời cổ giả không ăn cũng thế. Đến đời này khao khát thì làm chi các miếng ngon, càng lắm bệnh kỳ. Kỳ các miếng ngon càng lắm bệnh kỳ, thà rằng vắt hãi nhịn đi đỡ thèm kìa cái. Mắt nhem mũi nhỏ bước tư tranh đập lọ thì trẻ xe quan tướng ơi nguyện quách rượu chè. Nguyện quách rượu chè quan tướng ơi, nguyện quách rượu chè còn phần a phía rước về thì Hà Yên. Lúc có tiền ăn chơi thì cũng khác, sắm khay đèn tàu khác xe nâng ấy nào khi tìm bạc móc thần ngổn ngang tai. Tự gian nhân chơi bời thuốc cống mua rồi để sẵn chè mặn tuyên ít vận hương sen ấy, càng chơi càng hút càng quen. Càng hút càng quen chứ càng chơi, càng hút càng quen khi khay vẫn mộng, khi đèn thì pha lê ô tê vị là che tinh nhục. Tẩm thân thần rượu phúc thì rượu sen ấy dậm trà, bánh khảo đường phèn chim bò câu nấu cháo hạt sen ninh chè. Trốn giường đệm giường khe thì chính gấm đệm kinh quy gối xếp săn đơn ấy giường màn chiếu giải cạp trơn. Chiếu giải cạp trơn ấy giường màn chiếu giải cạp trơn màn người quê quốc hơn tí sang giàu, khi ra bao giày tàu tí quả khách về lụa bực lụa bạch tí sao ấy dép thời mày giả lạng xa kim ngân thượng hải mưa bà thiếu gì khăn lượt bùng đầu tư tí nhỏ ý én xa tanh đầu dí thắt đừng ấy xiến hòa rượu trắng mây quần. Nhiều trắng mây quần ấy xiến hoa, nhiều trắng mây quần bí tất trắng thỏa tên khi nền, khi thì ra bao giày đèn, giày đèn giày trắng quần áo là đi thì viện xanh năm ấy xì gà. Lại bắt tay đầm tay xỏ thì nhẫn bạc tay cầm thì ba toan con lùng bùng bèo chót bạc én xa tanh nhỏ khác làm quay ấy ăn chơi thế đã nổi đời. Thế đã nổi đời chi ăn chơi, thế đã nổi đời tài hoa đến thế nào, ai thì kém gì nào bu thì thằng em nào gì thì thằng bé, đứa hầu cơm đứa xẻ cơm đây ấy ngổn ngang. Kẻ tư người thầy cô ba thì tiêm thuốc sao đây thì sẵn sàng mang nhận đi sang đi mọi vẻ bố ai bẻ huệ làm sao ấy bé còn lên chiếc võng đàn. Lên chiếc võng đào ấy bé con lên chiếc võng đào ngâm câu thèn thế ai nào thì kém ai đừng đứt kẹp dài mỹ miều thì tài sắc mắt nghẹn vào củ rụt thâm môi ấy còn tiền hút mãi không thôi nhỡ ra một bữa rụng rời trên tay mũi đã sổ lại hay thì ngáp vặt bụng đã đau lại gắt thì vợ con ấy ước chỉ được liếu sái hòn.
đều sai hòn mang ra thì màn bút chết còn thì sàn này mang hiện gì vậy thì không đắt giờ đồ tôi lại đắp hộp đi ấy thở dài xa lắm công ty mang đồ liên hiệu lại gì không cầm bụng đã đau lại cầm chú khách chụp bàn đèn đập gạch có phiền ứ chứ thấy ông nghiện mà hèn nè. Ông nghiện mà hèn ấy chớ thấy ông nghiện mà hèn tiểu nà ma nị có phiền thì vợ đầu ngao ngán lấy đồ mà hút chở lần vợ còn chút thì nào không ấy tiếc chi trong đạo vợ chồng ở nhà còn cái áo nông sòng mới mày đu mày có thương tao đem đi mà cố chịu mặt dày xấu hổ tốt lòng áo nâu sòng nào cố có xong xong nào cô có xong cách anh chị em bạn ra lòng thì thấm phai chạy về nhà thở dài thì mấy vợ tao lại bu mày vay nợ nuôi cao ấy thầy em sao khéo nói sao thân anh thì nghiện ngập ai nào thì cho vay muốn bán cảnh bên cây thì bán kìa chậu lan bẻ cạn ngoài kia ấy bán gì bu mày cứ bán đi thời cứ bán đi tiếc gì thì cây cối thương gì nước non xem mà tình cảnh chồng con thì là thế tôi lại bu mày chưa có đẻ tao nghiền ấy cố lo lấy một vài tiền đẻ tao liên hiệu mua thuốc lọ bảo yên từ giày tao xin nè chưa